vì sao nhiều tài xế luôn để một bánh xà phòng trong xe? Để thơm, để khử mùi. Đúng, nhưng chưa đủ và cũng chưa phải là công dụng chính. Một trong những trở ngại lớn nhất của cánh tài xế khi lái xe đó là trời mưa lớn thật là lớn hoặc là đường quá nhiều bụi bặm. Không chỉ tầm nhìn bị hạn chế mà những chiếc gương chiếu hậu còn bị nước mưa hoàn toàn che khuất, khiến rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Ở thời hiện đại bây giờ, chúng ta đã có thể trang bị những miếng dán hoặc kính chống bám nước, tuy nhiên không phải ai cũng dễ dàng mua được. Và một trong những bí quyết của cánh tài xế kỳ cựu đó là sử dụng xà phòng vào những ngày mưa. Cách thực hiện rất đơn giản, chỉ cần thoa xà phòng lên gương chiếu hậu, chờ vài phút rồi lau sạch bằng khăn giấy. Thao tác này sẽ giúp dán thêm một lớp phim bảo vệ lên tấm gương, gương sáng rõ hơn và không bị bám những hạt mưa li ti nữa, có thể đảm bảo an toàn khi di chuyển trong ngày ẩm ương. Nhiều người đã đầu tư bằng cách mua các dòng xe với gương chiếu hậu có sưởi, nhưng thực tế không thực sự hiệu quả. Vì sao vậy? Nguyên lý của nó sẽ là làm nóng gương chiếu hậu, khiến cho nước bốc hơi khi chạm vào. Nhưng mà điều này có hai vấn đề. Thứ nhất là nước khi chạm vào sẽ không bốc hơi ngay mà cần chút ít thời gian. Thứ hai là với tần suất nước mưa rơi xuống dày đặc thì thật là khó để giữ cho gương chiếu hậu luôn rõ ràng. Ngoài ra, việc khiến nước bay hơi liên tục còn vô tình tạo một lớp sương mờ ôm trên kính, nên phương pháp này chỉ thích hợp để mà giữ sạch gương chiếu hậu sau khi rửa xe hoặc là vào những ngày mà mưa lất phất lai rai. Và bên cạnh đó thì một cục xà phòng có thể giúp khử mùi trong ô tô. Xe hơi thường xuyên đóng cửa kính, lại mở điều hòa liên tục nên dễ bị ám mùi hôi khó chịu. Mặc dù nhiều người thích dùng sáp thơm, nước hoa cho ô tô, nhưng mà nhiều bác tài chia sẻ rằng thật ra tác dụng của xà phòng cũng không hề kém cạnh. Còn quý thính giả thì đã thử chưa ạ? Nếu có thì nhớ kể lại cho Cáo được hay nhé. Đến đây thì chúng ta phải nói lời chào tạm biệt rồi. Hy vọng là với những thông tin vừa rồi cũng đã mang lại chút ít niềm vui và sự hữu ích cho quý vị thính giả. Mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Bye bye!